con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Chúc tất cả mọi người ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay tiếp tục con lại quay trở lại nhà của em Sang nữa để tiếp tục quay cho cô chú xem một số cây nữa cô chú. Và đặc biệt hôm nay là chỉ quay một cái cây bông bụp ha. Mời cô chú cùng xem bông bụp xưa, cây này cũng khá là quái. Dạ rồi, mời cô chú cùng gặp em Sang ha. Dạ. Thì lời đầu tiên con cũng đầu clip con xin kính chúc và kính chào sức khỏe, kính chào quý cô chú anh chị. Sau đó là kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có yêu thích hai anh em con á thì nhớ bấm cái đăng ký cái chuông á dành cho tất cả ở dưới cái phần tiêu đề á, dưới clip á thì mình đăng ký rồi sau đó là nhận những cái video clip mới nhất của anh em tụi con cũng như là những anh em bán cây kiểng cô chú anh chị. Nếu mà xem tham khảo nếu có yêu thích á, thì ủng hộ cho tụi con. Dạ. Rồi, rất cảm ơn Sang ha. Dạ. Thì rồi, đầu clip con có một cái cây hoa dâm bụt. Đầu clip cũng như cuối clip ha. Dạ. Tại vì có cây rồi cô chú ơi. Rồi dạ. Đây là cái bông bụp ha. Đây. Bông bụp quái. Cây này rất là lâu năm rồi quý cô chú. Trước thì cô chú thấy trên kênh rồi ha, nhưng mà cây này thì không có được giá với lại gặp trục trặc gì đó cho nên là Sang làm lại ha. Bây giờ nó thành phẩm rồi ha cô chú. Cô chú thấy nguyên cái tàn tròn do ở trên mà đặc biệt là bông bụp xưa ha, rất dễ phân biệt ha. Bông bụp nè nó có cái thân màu đỏ nè ha cô chú. Bông bụp kia thì cái thân nó màu xanh ha. Ở bông bụp xưa lá này lá nhỏ ha cô chú, chứ không phải lá lớn to đùng kia ha, lá nhỏ lá nhọn ha. Đó. Cái lá này bề bản khoảng 2 cm rồi quý cô chú. Lá nhỏ thôi cô chú ạ, 2 cm. Cái này mình chơi bonsai là ok. Với lại cái thân nó ha, cái thân nó màu đỏ ha. Dạ. Cái thân nó ra nó màu đỏ của chú, thân non đó nó ra nó màu đỏ, mình có thể là chơi vừa cái thân vừa cái bông luôn. Bông là bông đỏ đúng không em? Bông dạ, đỏ bông truyền đỏ, thống ha. Bông đỏ truyền thống của mình nhưng mà nó loại nó vừa hơn à, nó không có bự hơn cái loại bông bụp kia của mình, bông bụp lắp lá to á thì bông này nó nhỏ nhưng mà cánh nó mỏng. Rồi xây giùm anh đi em, xây vòng nữa đi. Dạ. Cái bộ đế nó quái lắm ha cô chú. Nó như cái gừng đước. Nó như cái cây đước, cái gừng đước vậy đó, nó buông xuống. Giống như mấy cây xanh cây si mà già. Con đứng xa ra cho mình thấy hết ha, rồi bắt đầu hãy vô chi tiết ha. Rồi mình cho cái chiều cao thông số luôn đi em ơi. Dạ. Chiều cao chiều ngang luôn đi. Cây này về chân lấy bông chơi thôi ha cô chú. Cây này thì con cao gọi là tạm gọi là thành phẩm đi. 90 90 cao 90 tàn ngang chắc khoảng cả mét hơn đó cô chú ha. Dạ tàn ngang khoảng 1m4 đó quý cô chú. Rồi đây còn có xíu nữa hết thước nè, tương đối là 1m4. Dạ. Rồi một cái tàn tròn do cô chú thấy mà nó lên bông cái là rực rỡ luôn. Cái cây này cái đế nó xỏm lên tới mé chậu thêm cả 10 cm nữa quý cô chú, nhưng mà con chôn xuống đâu, đặc biệt cái bộ đế cho nên mình ôm hết cái bộ đế, dòng đế này em đo. Dạ. Đo ôm hết cái dòng đế này, cái dòng đế này thì nó ra hết mặt chậu rồi thì con đo cái đường kính đi, đường kính lên nha. Đó, đường kính nó là 70 đi. Dạ. Là 201 cô chú ơi, 200 ha, mình tính chẳng vậy đi. Tức là cái tổng hoành ha là 200 đó. Dạ. Đây cô chú thấy không? Được một cái gốc này mà nó già này mà để mình chơi bonsai là xứng đáng luôn ha cô chú. Đâu có dễ kiếm mấy cái gốc mà cái đế nó ra vậy đâu cô chú. Nó lò xò nó ra nó buông vậy nè. Nó vẫn có những cái cốt chính ha cô chú ha. Đây những cốt chính. Em đo cái thoát thân nè. Em đo cái chiều cao của cái bộ đế này mà nè. Từ đây nè, từ đây xuống nè. Từ đây xuống nó là 28. Rồi 28 ha. Dạ. Cô chú ha. Nó hơn một gang tay mình ha. Nó rất là nhiều đế, nó sổ cây này lâu năm lắm rồi. Cái đế chính của nó nè, cái thân chính nó nè. Dạ. Thì nó lên đây nó chia ra nhiều thân ha. Mà nó bệnh với nhau, cái phần này nó dính vô luôn nè. Nó dính hay cô chú chứ nó không có rời ha. Đó. Rồi để có một cây thì con sẽ quay kỹ cho mình xem ha. Một cây thì quay rất là kỹ cho cô chú xem. Và những cái đầu mặt cắt ở trên thân á cô chú là cái loại này nó cũng giống như cây sung vậy ha. Keo nó không ăn đâu ha, nó tự kéo vô thôi. Chứ không phải nó ăn keo mà nó kéo ha, cô chú cứ yên tâm ha. Mà nó kéo được, nó kéo cũng mạnh lắm quý cô chú. Nè, anh Khánh cho quý cô chú anh chị xem. Đây, nó kéo nè. Có những cái nó kéo ra. Cái này không thọt tay vô được cô chú ơi. Dạ, cái mặt này nó cũng kéo vô. Thì đảm bảo với cô chú là những cái mặt cắt này nó kéo vô hết rồi. Đó. Nè, cái mặt cắt này là cô chú anh chị nó nhìn thấy rõ nhất nè. Đây. Đó, nó phiết vô nó giống như nó kéo ra, nó làm rễ ngay đây luôn vậy đó. Nó kéo ra đó. Dạ. Keo nó dường như là nó không có tác dụng gì trơn cô chú. Đó, nó chỉ tha, mình chỉ tha ấy thôi. Đó, cô chú xem cái mặt này nè. Cái mặt này để sọp nó
còn dài hơn cái mặt kia nữa đó. Đâu mình vác cái thước mình đo lên đây, cái mặt này tới đây á là nó cũng 28 ha. Dạ. Cũng như nhau thôi đó. Này cô chú thấy cái rễ nó nè, mình kiếm mấy cái cây này mình chơi bonsai rất là đẹp luôn. Đây theo ý con mình có thể bỏ luôn cái nhánh này ha cô chú. Đây cái nhánh này cô chú thấy nó chổi ra đây ha, có thể bỏ ra luôn cái này, lấy cái tàn này trên là đầy đủ hết ha, không thiếu ha cô chú ha. Mình bỏ cái nhánh này ra thì nó cũng không có ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì luôn của mình hết chứ. Hai cái nhánh này nó có nè ha cô chú, mình bẻ nó xuống thêm chút xíu nữa ha. Cái bông bụp thì tương đối dễ vô dây ha cô chú, nó cũng dẻo lắm, mềm, nhưng mà mình bẻ đừng có cho nó vặn cái thân quá ha, vặn thân quá nó bị da nó mỏng te cô chú, da nó mỏng ha, giống như da ổi vậy đó. Những cái phần này là nó làm bằng thịt hết trơn rồi cô chú, nó lành nguyên hết trơn à. Đâu, mình có thể đo vòng cái ngang này giùm anh cái. Dạ. Đây. Quay trở lại đây mình đo luôn. Nè. Đó, rồi. Ngay cái cây cái đoạn đó là bao nhiêu vậy? Bỏ cái nhánh nhỏ ra đây. Dạ. Rồi, tham khảo thấy cô chú ha, 53. Dạ. 54 ha, mình cái 53 đây. Cái nhánh đại diện này nè. Rồi, cái nhánh lớn của nó là bao nhiêu đây? Hai mấy đây? Nó là 23. Cũng 23 luôn ha cô nó chú. Nó cũng xem với nhau quý cô chú ơi, nó cái này 17 luôn, 18 ha, 20 23. Dạ. Có 12 13 nữa cô chú ơi. Nhỏ đây có khoảng 10 thôi ha. Mấy nhánh nhỏ này khoảng 10. Đây, con quay từ dưới lên cho mình xem nè. Đó, cái rễ nó buồn vậy đó. Rồi, bông bập xưa ha. Đó. Mình lượt lại thì mình còn là 7 chi 9. Rồi. Dạ. Rồi, quay đi, quay. Đó. Mấy cái cọng rễ này thì nó bằng ngón tay mình ha. Ngón tay cô chú, cô chú anh chị nếu mà có yêu thích nữa thì mình cắt cái cọng rễ này mình làm một cái cây bonsai mini nữa nè. Rồi. Nè, nó có cái phần rễ con dành cho cái phần rễ này nè. Nó gắt lại luôn á. Rồi. Đó. Cây này rất là sung khỏe ha cô chú. Cái loại mà đế nơ ôm xổm này thì cũng con cũng sưu tầm được thôi. Chứ chỉ cái đế nôm này thì nó lên 28 hay cô chú. Dạ. nó lên tới hết mấy thân này thêm khoảng 3 tấc nữa hay cô chú đó thì nó ra tàn, nó da nó sần sùi hết trơn. Này cái chậu thì cũng ấy với nó thôi nhưng mà không hợp lắm hay cô chú ha. Dạ. Cái này cái chậu đẹp hơn chút xíu nữa, nhìn cái cây này mới đẹp nữa đây đó. Con nghĩ là cái chậu này mình vô cái chậu mà dĩa hộp xoài cô chú đó, chậu oval á đó, nó phù hợp với cây này luôn nè đó. Bông dâm bụt ha, bụt xưa. Dạ. Lá nhỏ, đặc biệt là lá nhỏ ha cô chú, lá nhỏ cái thân màu đỏ ha, chứ không phải là loại xưa mà cái loại kia thân màu xanh mà cái lá to ha. Nè cái lá già nhất của nó nè đó, có những lá nó nhỏ hơn ha, lá găng cưa rất là gõ ha, và cái tim đó nè lá nhọn đó. Cái này mình chơi bonsai là đúng bài luôn, thì lá nhỏ thì mấy cái này là như dâm bụt này nè quý cô chú, nếu mà cô chú anh chị biết rồi thì bỏ qua, còn cô chú anh chị nào chưa biết á, cái loại này nó rất là dễ sống nha quý cô chú. Rồi. Nó dễ chăm nữa chứ nó không có khó khăn gì hết trơn, nhưng sợ những cô chú mới lạ không biết là cây này có khó chăm hay không. Rồi vừa quay vừa báo giá luôn em ơi. Dạ. Cây này cây dâm bụt này con xin báo giá với quý cô chú anh chị là 3 triệu. 3 triệu ha. Dạ. Ship sau đây con bao ship 200 cây, tại vì cái chậu này nặng lắm, cái chậu này hai người khiêng là nó muốn cỡ 40 kg á. 200 km. Dạ. Ha cô chú. 3 triệu ha, cả chậu luôn ha em. Dạ cả chậu luôn. Rồi đây là cô chú đều hết trơn, còn do về mình chơi bông thôi cô chú. Đó. Cây thì đang rất là mạnh khỏe, trong vườn có con cây này cũng khác biệt lắm ha cô chú, nhiều cây bonsai á. Nếu mà cô chú anh chị nào có yêu thích sưu tầm á thì mình chơi mỗi loại, trong vườn mình chơi mỗi loại một thứ, mình ngắm cho nó. Cái đế này đảm bảo với cô chú là rất khác biệt. Rồi quay đi em, rất khác biệt. Rồi. Rất độc đáo ha, một mặt trước rồi mặt sau ngay đây, anh Khánh gọi cho cô chú anh chị xem. Rồi thì cũng như cái mặt con đo nãy đó. Rồi thì cũng chia tùm lum hết. Đó. Rồi 3 triệu ha em. Dạ rồi. Bao ship 200 km. Rồi, rất mong cô chú anh chị xem clip và có ý thích thì ủng hộ cho Sang ha. Dạ. Đây rồi. Cũng là cây
cây đầu cũng như là cây cuối. Thì con cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì dạ, quý cô chú anh chị cũng như lời đầu bài, thì cô chú anh chị có yêu thích tụi con, anh em tụi con á, thì cứ bấm đăng ký chuông, thì có dịp thì cô chú anh chị mình giao lưu. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, rất cảm ơn Sang. Hẹn gặp lại Sang và cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.